có thể những cái chai nước hoa mà nó mang cái cảm giác mùi hương sạch sẽ thì nó sẽ hơi có một chút, nó nghiêng về mùi hương của xà phòng. Và trong cái định kiến của người Việt Nam mình đó, thì mùi xà phòng nó hơi rẻ tiền, tại vì nó giống như sữa tắm hay là sữa rửa tay chẳng hạn. Tuy nhiên thì trong cái ngành nước hoa thì mùi xà phòng cũng là một cái dạng mùi mà người ta rất là thích khi mà muốn tìm kiếm những cái dạng mùi hương sạch sẽ cho những cái ngày nắng gắt. Chào cả nhà yêu mùi hương với Silver Farm. Trong video này, Vi sẽ nói đến một cái cảm giác mùi hương khác hơn một xíu, đó là cái tông hương sạch sẽ. Bởi vì dù sao thì cũng sắp tới mùa hè rồi, thì ngoài những cái chai nước hoa nó mang cảm giác mùi hương cocktail, mùi hương xanh, mùi hương rất là mùa hè mà mình ngửi vào là mình thích, thì có những chị em Vi tin rằng mình sẽ rất là thích những cái dạng mùi hương sạch. Sạch thì nó có rất là nhiều kiểu sạch ha. Sạch thì nó có thể sạch từ cảm giác như xà phòng mới tắm xong này, hay là cảm giác mùi hương sạch sẽ đơn thuần là từ cái nốt hương của trái cây nó chua chua này, thì nó sẽ là đều có thể tạo nên cái cảm giác mùi hương sạch sẽ cho mình hết. Và với những cái mùa mà nóng, mà đặc biệt là ở miền Nam, Vi thì ở miền Nam thì có những cái ngày hè nó sẽ nóng lên đến 30 mấy độ lận. Thành ra là với những cái mùi hương sạch và nó mang cảm giác thư thái như thế thì nó lại rất là cần thiết cho những ngày như vậy. Và chai nước hoa đầu tiên mà Vi muốn mang đến cho mọi người là một cái em mang mùi hương như ga trải giường, Replica Lazy Sunday Morning. Lazy Sunday Morning mang một cảm giác thiên về dạng xà phòng. Nhưng mà cái xà phòng ở đây nó lại gợi cho mình cảm giác như ga trải giường, là bởi vì trong em này có aldehyde và nó trộn với khá là nhiều những cái mùi hoa thanh mát và dịu. Thay vì là những cái nốt hương trái cây thì em này nó đi với hoa nhiều hơn. Ví dụ như là hoa ly, hoa hồng, hoa cam. Thì bởi vì thế cho nên nó sẽ không có thiên hướng về dạng xà phòng rửa tay hay là sữa tắm, mà nó lại thiên về một cái dạng mùi mà người ta hay cảm tưởng như cái ga trải giường sạch sẽ vào buổi sáng sớm tinh mơ. Nó rất là dịu, nó rất là thanh. Và cái mà Vi thích ở em này đó chính là cái nốt hương của quả lê. Và thật ra tông aldehyde ở trong em này nó cũng không quá quá nhiều đâu cả nhà. Aldehyde ở trong em này nó chỉ là một chút xíu thôi, còn lại thì nó chỉ làm cho cái mùi hương này nó trở nên nó sạch sẽ hơn, nó giống như là một cái nốt hương từ xà bông, xà phòng hơn thôi. Nhưng mà thực tế thì cái mùi hương lê nó cũng giúp cho cái nốt hương nó được ngọt mà thanh tươi lại mát hơn một xíu. Thành ra là cái nốt hương mà lúc đầu mình ngửi thì đúng là nó có hơi hơi xà phòng, nhưng mà lại làm cho mình nghĩ đến xà phòng mà dạng giặt đồ á. Rồi sau đó thì khi mà mùi hương này nó dịu lại thì Vi lại thấy nó để lại trên da một cái nốt hương phấn rất là mát. Nốt phấn mát của em này nó tạo nên từ nốt của hoa hồng, và cái nốt phấn nó cũng có một chút vị béo nhẹ của diên vĩ, nhưng mà rất là nhẹ nha, bởi vì trong em này còn có hoa cam nữa. Và thật ra đáng lẽ nếu mà mình xem thành phần thì mình sẽ nghĩ là nó có rất là nhiều mùi phấn, nhưng cái vị phấn của em này nó lại rất là thanh và mát, cho nên mình sẽ có cảm giác như là một cái mùi hương hoa cỏ gì đó ở trên da thôi. Nó rất là thanh dịu nhưng mà nó vẫn giữ được cái nốt hương sạch sẽ cho cái chai này. Và còn cái nền cuối của em này nó cũng tạo nên từ hai cái thành phần có mùi gần giống như xạ hương, đó là xạ hương trắng và hạt bông vang. Cho nên cái cơ bản của em này, tại sao Vi lại nói em này nằm ở top 1, đó là bởi vì ngay từ nốt đầu tiên cho đến nốt cuối cùng, bạn đều sẽ cảm thấy đây là một cái mùi hương rất là sạch, và nó mang cảm giác sạch từ đầu tới chân, giống như là mình được mặc một cái bộ quần áo mới được vừa tắm xong vậy đó. Thành ra nếu mà bạn muốn tìm một cái mùi hương mát, tươi, sạch như ga trải giường trong những cái ngày mà ẩm rít á, thì bạn nhất định phải thử là Replica Lazy Sunday Morning. Ở top 2 thì Vi có hai option cho mọi người, bởi vì hai mùi hương này nó cũng gần giống nhau, đó là Bombshell của Victoria's Secret và Burberry Frisée. Đầu tiên mình nói về Bombshell ha. Bombshell thật ra cũng khá là nổi tiếng trong cái dòng của nhà Victoria's Secret. Nhưng mà nếu mà xét ở trong tất cả những cái dòng nước hoa nữ ở Việt Nam thường dùng thì Bombshell nó lại không quá nổi tiếng. Có lẽ là bởi vì Very Sexy nó đã lấn át tất cả những cái tiếng tăm của những cái chai nước hoa khác trong Victoria's Secret. Mà Bombshell nó còn thiên về dạng hoa và dạng quả mọng nước nhiều hơn. Ví dụ như là chanh dây nè, dâu nè. Bạn sẽ thấy ở trong cái chai nước hoa này nó mang rất là nhiều
nhiều những cái loại trái cây mà nó hơi dạng như là nó nhạt nhạt á, nó không có quá ngọt nhưng mà nó mang cái vị nước rất là nhiều, và cho nên là cái mùi hương này bạn sẽ có cảm giác là thiên về dạng mùi mát, mùi tươi, mùi nước, mang cái cảm giác hơi nước giống như vừa được tắm xong nhiều hơn, thay vì là Replica Lazy Sunday Morning là nó tạo nên cảm giác thiên hướng về dạng xà phòng, thì em này nó lại thiên hướng về dạng tươi mát và giống như là mình ở trong một cái không gian nó mát mẻ, được trong những cái quán cà phê mà nó hay có một cái vòi phun sương á, giống như thế là nó mang cảm giác nước. Mặc dù vậy thì em này nó vẫn có một số cái loại hoa nó giúp cho em này nó tạo ra một cái mùi hương nó rõ ràng hơn một chút, ví dụ như hoa lan, mẫu đơn hoặc là quả mộng đỏ thì nó đều có thể tạo nên cái mùi hương nó rõ hơn, và mẫu đơn nó cũng tạo nên cái vị ngọt dịu, ngọt thanh nhưng mà nó vẫn giữ lại rất là nhiều những cái mùi hương nước. Cho nên nếu mà so cái bản Bombshell này với lại Burberry Frisci thì Vi lại cảm thấy là em này tầng 2 của nó sẽ có một cái mùi hương nó rõ hơn một chút, trong khi Burberry Frisci nó sẽ tạo nên những từ những cái quả nó ít ngọt và nó ít điểm nhấn hơn nữa, như là vải nè, yuzu nè, mẫu đơn, quả lê, hoa đào, thì hai cái này nó giống nhau ở điểm là nó đều là những cái mùi hương trái cây nhạt và cái nốt của mẫu đơn. Tuy nhiên thì Burberry Frisci nó sẽ nhạt hơn nữa. Nếu như mà bạn thử bản Bombshell mà bạn lại thấy là cái mùi hương ngọt, cái độ rõ của nó bạn không thích lắm, hoặc là những cái nốt hoa của nó vẫn còn hơi rõ quá, nó vẫn chưa đủ làm cho mình cảm thấy nhiều mùi nước, thì bạn có thể thử Burberry Frisci, bởi vì Frisci là nó sẽ mang cảm giác mùi nước từ đầu cho đến cái nốt hương cuối cùng luôn, trong khi em này thì nó sẽ giảm dần cái cảm giác mùi nước càng về phía sau. Và cái mà Vi thích ở hai em này đó chính là cảm giác mùi hương sạch nhưng mà không có làm cho mình nghĩ đến mùi hương của xà phòng, cho nên là một trong hai, top 1 hoặc là top 2 thì Vi nghĩ là bạn chọn một trong hai là hợp lý nhất rồi. Chai thứ ba thì chắc chắn là một cái chai nước hoa mà Vi cũng từng nhắc đến khá là nhiều, đó là Moschino Toy 2. Này thì nó tạo nên cảm giác mùi sạch nhưng mà dạng sạch giống như là mình mới vừa tắm xong á, thay vì là Burberry Frisci và Bombshell thì nó tạo cảm giác như là mình ở trong một cái quán mà nó có phun sương, hay là Replica Lazy Sunday Morning là dạng ga trải giường, mặc đồ mới giặt các thứ, thì Toy 2 nó lại giống như vừa tắm xong, bởi vì trong em Toy 2 nó cũng có aldehyde nhưng mà nó lại đi chung với lại quả táo xanh, và cái mùi hương táo xanh này nó làm cho mình cảm thấy như là cái mùi sữa tắm, mùi táo xanh á, rất là thơm, rất là dịu, và em này nó sẽ mang cái mùi hương sạch đó từ đầu cho đến cái nền cuối luôn. Cái em này nó thích ở một điểm là mặc dù Toy 2 nó chỉ là bản Eau de Toilette và thật sự em này nó cũng không lưu hương quá tốt, nhưng cái mùi hương mà em này để lại sau khoảng 3-4 tiếng mình sử dụng đó là một cái mùi hương rất là sạch, một cái nền mà giống như cảm giác giống như luôn luôn là bạn vừa rửa tay xong, luôn luôn là mình vừa mới tắm xong á, nó để lại một cái mùi hương xà phòng dạng như thế, nó rõ ràng hơn rất là nhiều so với nhiều cái chai nước hoa khác. Và ngoài ra thì em này nó cũng có một cái độ ngọt khá là mọng nước, nó làm cho mình nghĩ đến những cái dạng quả nhiều hơn, ví dụ như là lý chùm trắng thì nó là một cái dạng quả mà gần như là quả nhãn, nó gần giống như thế, chứ nó không phải là nhãn nha, nó chỉ là gần giống như quả nhãn thôi, và nó tạo nên cái cảm giác rất là mọng nước và hơi ngọt thanh đi cùng với mẫu đơn và hoa nhài, cho nên là cái nốt hương của em này nó lại có một cái gì đó nó rõ hơn khá là nhiều so với bản Bombshell và Burberry Frisci. Tuy nhiên thì cái mùi hương này nó lại tạo cảm giác cho mình đúng chất là xà phòng rửa tay hoặc là mùi vừa tắm xong, thành ra nếu như mà bạn bị ám ảnh với cái vấn đề là sạch sẽ thì Vi nghĩ là Moschino Toy 2 nó lại rất là hợp lý. Và chưa kể là cái phong cách của Moschino Toy 2 nó cũng rất là trẻ trung và năng động nữa, thì thay vì những cái chai trước đó mà Vi giới thiệu thì nó vẫn sẽ hơi trưởng thành, thì riêng cái Toy 2 này là ngay cả những bạn 17-18 hoặc là còn ở trên ghế nhà trường á, các bạn đều có thể sử dụng em này bởi vì nó rất là trẻ. Và dĩ nhiên nếu mà nói đến mùi hương sạch thì không thể nào bỏ qua Chen Hồng. Một trong những chai nước hoa Vi rất là thích đó là bản Chanel Jean Eau de Eau de Parfum. Bản này thì thật ra nó không có tạo nên cảm giác mùi xà phòng, cũng không tạo nên cảm giác sạch theo kiểu mọng nước, kiểu theo kiểu rất là nhiều nước như là Bombshell hay là Frisci. Nhưng cái bản này nó lại sạch theo kiểu là bởi vì trong em này nó có quả Queens, trong tiếng Việt mình còn hay gọi là quả mộc hoa á, thì có vẻ như ở Việt Nam mình cũng không có biết quả này nhiều, nhưng mà cái mùi hương của em này nó chỉ đơn thuần là một cái mùi hương mang mùi nước, mang mát và nó hơi
chát chát một chút xíu, và nó còn đi chung với nốt hương bưởi nữa. Bởi vì cái dòng của mộc hoa thì nó là một dạng nhánh họ của chanh, cho nên là nó vẫn mang một cái nét chua chua chua, thành ra nó đi chung với bưởi và một số loại hoa như là hoa hồng và hoa nhài, thì nó lại tạo nên cái cảm giác nó thiên hướng về chua, cân đối một chút vị chua nhẹ thôi với là một cái vị ngọt và thanh mát. Và cái nốt hoa hồng ở trong em chen hồng nó cũng không có tạo ra mùi phấn quá nhiều, cho nên khi mà bạn sử dụng thì bạn sẽ không có bị cảm thấy mùi phấn nhiều quá, mà nó chỉ thiên hướng là một cái mùi hương ngọt nhưng mà rất là thanh, mà nó hơi ngọt ít à, nó dạng nó cũng dạng nhạt nhạt á. Nếu mà nói về độ ngọt thì có lẽ là nó sẽ so ngang với lại bơm sale ở cái tầng 2, nhưng mà nói về cái độ mát thì bơm sale nó sẽ mang vị nước, trong cái chen hồng thì nó sẽ mang cảm giác mùi trái cây dạng chua chua mát mát nhiều hơn. Tuy nhiên thì cái mà chen hồng nó làm tốt hơn đó chính là cái độ lưu hương và cái độ tỏa hương, bởi vì em này nổi tiếng là độ lưu hương ổn định từ 5 cho đến 7 tiếng, còn độ tỏa hương thì thực sự là cái mùi hương tỏa của em này rất là thơm và nó còn mang theo cái phong cách là sang trọng nữa, cho nên đây cũng là một cái lý do mà không chỉ là những chị em yêu thích mùi hương sạch mà ngay cả những chị em yêu thích phong cách thanh lịch tinh tế cũng rất là dễ thích em này. Vị trí thứ 5 là một cái chai vị cực kỳ yêu thích, đó là Bulgari Omnia Amethyst. Bản này là một cái chai vị cực kỳ thích luôn và cho đến bây giờ vẫn là cái chai vị yêu thích khi mà sử dụng đi ngủ. Mặc dù nghe thì nó hơi cũng kỳ kỳ, nhưng mà bởi vì Vi thích lúc mà mình đi ngủ mình có một cái mùi hương nó dịu dịu, nó thư giãn, nó hơi có một chút mang nốt xanh, nhưng mà cái nốt xanh của nó vẫn có một chút nữ tính và sang trọng. Đó là lý do mà Vi rất là thích cái em màu bi veo tím này. Và những cái thành phần chính mà em này tạo nên mùi hương đó là diên vĩ, hoa hồng, bưởi và nốt xanh, và nó tạo ra một cái mùi phấn, nhưng mà cái nốt phấn của nó rất là dịu, đặc biệt là khi mà nó đi chung với lại cái nốt hoa của Heliotrope thì cái phấn của nó lại rất là thanh và mỏng, cho nên là cái mùi hương này nó mang lại cảm giác khá là xanh và tự nhiên. Nó giống như là một cái mùi hoa mà bạn trong phòng của bạn có để hoa và ở gần đó cũng có một số cây xanh đó. Nó mang cảm giác rất là nhiều mùi xanh và mang mát, nhẹ nước và nó thư giãn, thay vì là những cái mùi hương phấn mà tạo cái cảm giác ngột và hoặc là hơi tiểu thư hoặc là có một chút cái nền gợi cảm, thì cái mùi hương này nó lại thiên hướng về dạng phấn mà thư giãn, xanh mát nhiều hơn. Đó cũng là lý do mà Vi rất là thích em này. Và đặc biệt là cái phong cách của em này nó mang đến nó còn rất là tiểu thư nữa, cho nên đây cũng là một cái mà Vi thích ở em này, khi mà có rất là ít những cái mùi hương phấn mang theo kiểu thư giãn mà có một chút cái nền mùi lành, cảm giác như tiểu thư và sang trọng. Và vị trí thứ 6 là một em nước hoa cũng khá là nổi tiếng vào năm ngoái, đó là White Tea. Thực ra em này Vi nghĩ là trong cái danh sách hôm nay thì em này tính là khá là ngon luôn, bởi vì nó rất là rẻ. White Tea nó thiên về dạng mùi trà, nhưng mà thay vì những cái dạng mùi trà trong đầu mình đang nghĩ đến á, là nó hơi cổ điển hay là mang mát dạng trà khô, lá trà khô, thì trong cái White Tea Vi lại cảm thấy nó giống như là một cái tách trà đã pha nước rồi, nhưng mà nó lại rất là thanh. Những cái dòng trà mà nó không có mang vị đắng nhiều á, ví dụ như là trà sen hoặc là trà nhài chẳng hạn, thì nó không có mang cái vị đắng quá nhiều, nó làm cho mình cảm thấy là mùi hương này rất là thư giãn và dịu. Và cái vị ngọt của em này nó cũng rất là thanh nữa, nó giống như là một cái điểm nhấn khá là ít ở trong cái chai này, nhưng mà nó lại làm cho cái mùi hương của em này nó sạch hơn rất là nhiều. Và ở tầng đầu của em này, mặc dù nó có hương biển, nhưng mà Vi khẳng định hương biển của nó không có tạo nên cảm giác tanh tí nào hay là cảm giác mùi biển quá rõ, mà ở cái nốt đầu tiên nó làm cho Vi nghĩ đến những cái mùi hương nước, mùi quả mọng nhiều hơn, và nó rất là mát. Và ngay từ cái nốt đầu tiên là bạn đã ngửi thấy một cái nốt hương trà trắng rất là thanh và dịu rồi, cho nên đây là một cái mùi hương mà Vi thấy nó gần giống nhất với lại những cái mùi ở trong những cái cửa hàng Zara hay H&M, những cái hãng thương hiệu ở nước ngoài á, họ lúc nào họ trên vải quần áo hay là cái không gian cửa hàng của họ đều có những cái mùi như thế. Thì cái mùi của White Tea nó làm cho Vi nghĩ đến những mùi đó, cho nên đó cũng là một lý do mà Vi đưa em này vào cái danh sách những cái chai nước hoa sạch sẽ. Và đó là top 6 cho những chai nước hoa mang mùi hương sạch sẽ phù hợp với mùa hè này. Replica Lazy Sunday Morning thì sẽ mang cái cảm giác như là mùi ga chạy giường, mùi quần áo mới được giặt, dành cho những bạn nào mà bị ám ảnh với cái vấn đề là sạch sẽ trên quần áo hoặc là vải. Còn Victoria's Secret Bombshell và Burberry Brissy thì nó lại mang cảm giác mùi nước, mọng nước, mang mát nhiều hơn, khá là nhạt. Và đó cũng là lý do mà nó sẽ rất là phù hợp trong những cái ngày mà trời rít ẩm hoặc là
cảm giác như là bức rất bực bội á, thì hai cái chai này nó sẽ rất là hợp lý. Hoặc là top 3 là Moschino Toy 2 thì nó sẽ phù hợp dành cho những bạn nào thích cái dạng mùi xà phòng, mùi sữa tắm giống như là mình vừa tắm xong. Còn Gen Hồng là dành cho những chị em nào theo phong cách thanh lịch, tinh tế nhưng mà vẫn muốn mang một cái mùi hương thật là sạch sẽ vào mùa hè này, và có một chút gì đó nó hơi sang một chút xíu của Chanel thì Gen Hồng chắc chắn là nhất. Còn chai Bivel tím thì như Vy đã nói ha, nó là một cái dạng mùi hương xanh và dành cho những bạn nào thích mùi phấn nhưng mà muốn tìm một cái mùi phấn tiểu thư, xanh mát và thư giãn. Còn White là một cái thiên hướng về những cái dạng mùi hương sạch mà theo kiểu hơi hơi Việt Kiều một chút xíu, hoặc là những cái cửa hàng H&M, Zara mà mình đi ngang qua mình ngửi thì nó là cái dạng sạch như thế. Còn trong này là có 6 kiểu sạch mà Vy liệt kê cho các bạn, thì bạn yêu thích kiểu sạch nào thì cũng đừng ngần ngại comment ở bên dưới để chia sẻ thêm với Vy và mọi người nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại trong video lần sau.